kiểu là mình cũng là đồng môn của một số người nổi tiếng, ví dụ như là hoa hậu Hồ Hèn Nghê này. Bạn này hình như là học cùng khóa với mình, tại vì mình thấy là bạn này sinh năm 92 nhưng mà hình như là học bên cái khoa tài chính kế toán ấy. Hello các bạn, mình là Giang, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Từ cái lúc mà mình lập ra cái kênh YouTube này thì mình nghĩ ít nhất là 3 lần mình đã từng chia sẻ về những cái ngành và những cái trường mà mình đã theo học. Nhưng mà vẫn có rất rất là nhiều bạn kiểu thắc mắc là chị ơi, chị học ngành gì, chị học trường gì mà ra làm logistics vậy chị, trường chị có nổi tiếng không, bla bla bla. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để giải đáp những cái thắc mắc của bạn về con đường học vấn của mình, và mình sẽ review một chút về những cái trường mà mình đã theo học. Về tổng quan ấy thì trước đây mình đã theo học cái ngành kinh doanh quốc tế của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh, và sau khi mà qua Singapore làm việc thì mình theo học ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Birmingham City University Campus ở Singapore. Đầu tiên là nói về trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thì mình đã học ở khoa Thương mại quốc tế, ngành Kinh doanh quốc tế khóa 14 ở trường, tức là khóa từ năm 2010 tới năm 2013. Thì do là ngày xưa lúc mà mình thi đại học ấy, thì mình không có đậu nguyện vọng một vào cái trường đại học mà mình yêu thích, nên là mình đã lấy cái điểm đó nộp vào nguyện vọng 2 của ngành quản trị kinh doanh của một cái trường có điểm chuẩn thấp hơn á, và mình cũng đã đậu và đi học được hơn một tuần rồi. Nhưng mà mình vẫn cực kỳ hy vọng là mình sẽ đậu bên Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, tại vì từ cái hồi cấp 3 là mình có định hướng là sau này mình muốn làm ở các công ty đa quốc gia, các công ty nước ngoài, nên là mình nghĩ là những cái ngành ví dụ như là ngành ngoại thương, kinh doanh quốc tế, kinh tế đối ngoại, rồi là thương mại quốc tế, thì mình nghĩ là những cái ngành mà kiểu có cái chữ ngoại rồi có chữ quốc tế, nó kiểu nó sẽ gần gần với cái mục tiêu của mình ấy, nên là mình đã bẻ lái qua học cao đẳng chứ mình không có theo học đại học. Nói về cái việc mà có hối hận không khi mà chọn học cao đẳng mà không học đại học á, thì thật lòng mà nói có một lần mình cảm thấy cực kỳ hối hận. Đó là cái lúc mà mình nhớ cuối năm 2012 hay là đầu năm 2013 gì đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo người ta có đổi quy định về cái việc thi liên thông. Tức là người ta quy định là sau khi mà tốt nghiệp cao đẳng xong, các bạn phải đi làm đủ 36 tháng. Thì lúc mà thi liên thông các bạn sẽ thi những cái môn chuyên ngành. Còn các bạn muốn thi liên thông liền ấy, thì các bạn phải thi những cái môn như là các bạn thi đại học ngày xưa, ví dụ thi khối A là toán lý hóa, rồi khối D là toán văn anh, ví dụ như vậy. Thì khóa của tụi mình kiểu tụi mình không có ai thích mà thi lại những cái môn thi đại học ngày xưa, tại vì phần lớn những cái kiến thức khối cấp 3 tụi mình đã quên hết rồi, nên là đa số tụi mình phải delay sau khi mà đi làm 36 tháng, tức là khoảng 3 năm ấy, rồi tụi mình bắt đầu mới thi liên thông. Nhưng mà như mình biết hiện nay á, thì bộ cũng đã đổi lại quy định rồi, và các bạn hoàn toàn có thể thi liên thông ngay sau khi mà các bạn tốt nghiệp cao đẳng, tức là các bạn sẽ đi làm vào ban ngày và đi học liên thông vào buổi tối. Bỏ qua cái việc đó thì bây giờ mình sẽ xin phép được chia sẻ và review một chút về trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và những cái lý do vì sao mà mình không hề hối hận khi mà đã học tại trường. Lý do đầu tiên đó là trường mình là một trong những trường cũng khá là nổi tiếng về đào tạo nhân sự cho ngành logistics và xuất nhập khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh, và có thể kiểu so sánh với các trường đại học được luôn ấy. À, nếu mà bạn nào có theo dõi cái cuộc thi tài năng trẻ logistics Việt Nam năm 2020, năm vừa rồi ấy, thì trường mình cũng là trường cao đẳng duy nhất lọt vào vòng chung kết. Và nói chung thì sinh viên trường mình ra trường cũng khá là dễ xin việc, nếu không muốn nói là đa số tụi mình đều có được công việc lúc đi thực tập hoặc là lúc vừa thực tập xong. Lý do thứ hai đó là cái chương trình đào tạo của trường thì mình thấy khá là bám sát với thực tế, cũng như là cung cấp những cái kiến thức, những cái kỹ năng cần thiết cho tụi mình ra trường xin việc, đặc biệt là những cái kỹ năng về tiếng Anh. Mình nhớ là cái hồi cấp 3 thì mình xác định thi là khối A và khối B, cho nên là cái tiếng Anh của mình cũng kiểu là chỉ ôn đủ để mà thi tốt nghiệp thôi. Nhưng mà khi học ở trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại á, thì những cái kỹ năng tiếng Anh của mình cũng cải thiện rõ rệt, cũng như là tăng thêm cái lượng từ vựng cần thiết cho chuyên ngành logistics và xuất nhập khẩu nữa. Lý do thứ ba mà mình nghĩ tất
cả những bạn đã và đang học ở cao đẳng kinh tế đối ngoại đều thừa nhận điều này, đó là thầy cô. Tại vì mình phải nói là thầy cô ở trường mình á rất là gần gũi và thân thiện với sinh viên, cũng như là cực kỳ xịn sò. Tại vì đa số các thầy cô mà dạy những cái môn chuyên ngành á thì đã hoặc đang đi làm ở các doanh nghiệp, nên là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà thầy cô dạy hoặc là chia sẻ với tụi mình rất là giống với thực tế, và thực sự mình rất rất là biết ơn thầy cô vì điều này. Lý do thứ tư đó là cái môi trường học ở cao đẳng kinh tế đối ngoại thì rất là năng động, và tụi mình thường phải làm bài tập nhóm, thường phải thuyết trình thường xuyên, cũng như là cái môi trường học tập của trường á thì cũng có rất nhiều hoạt động, rất là nhiều câu lạc bộ để các bạn tham gia, nên là làm cho sinh viên có những cái kỹ năng mềm cần thiết để ra trường xin việc. Lý do thứ năm đó là trường mình là một cái trường công lập thuộc Bộ Công Thương, và học phí của trường mình so với những trường khác á thì cũng rẻ hơn rất là nhiều. Và mình còn nhớ là có năm mình đi học còn có học bổng nữa, nên sau khi mà tổng kết 3 năm học tại cao đẳng kinh tế nước ngoài á thì tụi mình không có phải lăn tăn quá nhiều về học phí. Đó, nói chung là mình chỉ chia sẻ một số cái lý do mà vì sao mình lại chọn học cao đẳng kinh tế nước ngoài mà lại không học đại học. Thì nói chung là trường mình thì cũng là một trong những cái trường khá là có tiếng trong ngành, và mình nhớ ngày xưa cái ngành mình học là ngành kinh doanh quốc tế á, thì đa số sinh viên của trường mình sau khi mà tốt nghiệp cái ngành này thường làm trong mảng logistics hoặc là xuất nhập khẩu, nên ngày xưa tụi mình thường gọi ngắn gọn đó là ngành tụi mình là ngành xuất nhập khẩu hoặc là khoa tụi mình là khoa xuất nhập khẩu thôi. Còn như hiện tại mình biết á thì trường đã chia ra hai cái ngành trong cái khoa thương mại quốc tế, đó là ngành logistics và ngành xuất nhập khẩu. Nhưng mà các bạn yên tâm, nếu mà các bạn học một trong hai ngành này á thì ra trường các bạn vẫn hoàn toàn làm việc được trong cái ngành còn lại, tại vì các bạn vẫn học chung rất là nhiều môn liên quan. Thực sự thì ngày xưa mình đi học thì mình cũng nghe nói là trường mình có tiếng vậy thôi, nhưng mà mình cũng không ngờ từ cái lúc mà mình thực tập xong rồi đến lúc đi làm thì mình lại gặp rất là nhiều đồng môn của trường mình như vậy. Ví dụ là mình nhớ lúc mà mình còn làm ở công ty ở Việt Nam ấy thì có một cái thời điểm công ty mình chỉ có khoảng mười mấy nhân viên thôi cho cả toàn bộ công ty luôn nha. Nhưng mà trong khi đó có tới 4 người học từ cao đẳng kinh tế nước ngoài ra, đó là có một chị học khóa 10 này, một chị học khóa 11, rồi một bạn học khóa 13 và mình học khóa 14. 4 người tốt nghiệp từ trường cao đẳng kinh tế nước ngoài ra, và tụi mình thì kiểu cũng chia sẻ một số kinh nghiệm với nhau và cũng khá là dễ làm việc với nhau. Ngoài ra thì mình thấy các nhà tuyển dụng ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng khá là tin tưởng sinh viên tốt nghiệp từ trường cao đẳng kinh tế nước ngoài, đặc biệt là trong ngành logistics và xuất nhập khẩu. Hàng năm thì trường mình cũng có một số nhà tuyển dụng tìm tới để mà tuyển sinh viên thực tập, cũng như là tuyển nhân viên chính thức, và cũng như là có rất là nhiều anh chị là cựu sinh viên của trường và hiện tại đã có công ty riêng ấy, thì các anh chị cũng tìm tới trường để tuyển nhân sự. Và mình còn nghe nói là có một số công ty ở thành phố Hồ Chí Minh á thì có tới 80-90% là nhân viên hoàn toàn tốt nghiệp từ trường cao đẳng kinh tế nước ngoài ra. Mình cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện vui vui, đó là cái tâm lý chung của sinh viên trường mình á, cái lúc mà đi học thì kiểu thầm trách và nói xấu rất là nhiều thứ. Ví dụ là nói xấu cái chương trình đào tạo của trường này, tại sao lại có những cái môn khó như vậy. Ví dụ cái môn tiếng Anh soạn thảo hợp đồng, trời ơi, cái môn đó không hiểu sao là mình lại qua được luôn, mà như mình thi còn được 8-9 điểm mới ghê chứ. Rồi nói xấu thầy cô, tại sao thầy cô lại cho những cái bài tập khó như vậy mà kiểu tụi mình làm tụi mình cũng không hiểu lắm ấy. Rồi nói xấu cơ sở vật chất của trường, tại sao phòng học lại nóng, rồi phải leo cầu thang, rồi chạy cơ sở vân vân. Nói chung là nói xấu đủ điều. Nhưng mà thực sự khi mà tụi mình đi thực tập và ra trường đi làm ấy thì nói chung tâm lý chung của mọi người đó là kiểu đội ơn thầy cô và đội ơn nhà trường rất rất là nhiều. Tại vì những cái kiến thức mà tụi mình học được từ thầy cô và từ nhà trường thì nó rất là giống với cái thực tế tụi mình đi làm, cũng như là giúp ích tụi mình rất là nhiều. Và cái uy tín mà trường tạo ra cũng làm cho nhà tuyển dụng tin tưởng tụi mình hơn và tụi mình dễ dàng xin được việc hơn. Đó thì mình chỉ chia sẻ một chút xíu về trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, đặc biệt là về cái khoa thương mại quốc tế là cái khoa mà mình đã đi học ngày xưa. Còn nếu mà các bạn muốn cập nhật những cái thông tin chi tiết á, thì các bạn có thể lên thẳng trang web của trường hoặc là xem một số cái video review về trường của các bạn sinh viên đang theo học ấy. Và mình cũng muốn nói là sinh viên của trường cao đẳng kinh tế đối ngoại sau khi mà tốt nghiệp xong ấy, thường tụi mình sẽ học liên thông, chủ yếu là liên thông ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra cũng có học liên thông ở những cái trường khác như là trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Ngân hàng và trường Đại học Tài chính Marketing, một số trường như vậy.
Và nhưng mà khi mà tụi mình đi làm ý, thì nếu mà các anh chị hỏi tụi mình là em học trường nào ra thì thường tụi mình chỉ nói là học cao đẳng kinh tế nước ngoài, là các anh chị cũng biết rồi. Nói chung là tụi mình không có e ngại cái chuyện học cao đẳng. Quên, mình cũng muốn chia sẻ một cái thông tin thú vị mà mình mới biết gần đây thôi, đó là kiểu là mình cũng là đồng môn của một số người nổi tiếng, ví dụ như là Hoa hậu Hồ Hèn Nghê này. Bạn này hình như là học cùng khóa với mình, tại vì mình thấy là bạn này sinh năm 92 nhưng mà hình như là học bên cái khoa tài chính kế toán ấy. Rồi anh Khắc Nguyện này, anh này thì là cái anh MC mà ngày xưa hay dẫn mấy cái chương trình hoa hậu này kia. Rồi hiện tại thì đang làm giám đốc nhân sự cho ngân hàng ACB, là cái anh mà vừa rồi có gây sốt với cái tâm thư gửi các bên cơ gì đó. Rồi nếu mà bạn nào ở Sài Gòn ấy, thì chắc là sẽ biết nghệ sĩ cải lương Quế Trân này, rồi cái chị Kim Thanh là biên tập viên của đài VOV Thành phố Hồ Chí Minh này, rồi chị Phiên Nghiên là tác giả của cuốn sách Trái tim son trẻ này đó. Nói chung là mình không ngờ là mình từng học cùng trường với một số người nổi tiếng như vậy. Ok, xong cái việc học cao đẳng ha, thì vào năm 2018 khi mà mình đã làm việc ở Singapore được khoảng hơn một năm ấy, thì mình đã đăng ký chương trình học liên thông đại học ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Birmingham City University, là một cái trường ở Anh. Nhưng mà cái trường ở Anh này á, người ta liên kết với một cái học viện đào tạo ở Singapore, tức là tụi mình sẽ được học ở campus ở Singapore, nhưng mà cái chương trình đào tạo cũng như là cái bằng cấp thì do Birmingham City University cấp. Và trong suốt quá trình tụi mình đi học ấy, thì tụi mình được cấp một cái email của trường, rồi là những cái tài khoản để login vào những cái hệ thống của trường để cập nhật những cái thông tin về chương trình đào tạo cũng như là tham khảo những cái tài liệu từ thư viện online của trường. Mình biết là cái trường Birmingham City không phải là một cái trường top ở trên thế giới, cũng như không phải là một cái trường nổi tiếng như là trường Cambridge hay là Oxford ở Anh. Nhưng mà cái chương trình đào tạo của trường thì nó lại phù hợp với cái khả năng và cái thời gian của mình, nên là mình đã theo học. Chương trình học của mình á, thì kéo dài trong vòng một năm, và tới năm 2019 là mình đã nhận bằng của trường rồi. Và đáng lẽ là cái lễ tốt nghiệp của tụi mình á, đã được diễn ra ở khách sạn Fullerton vào năm 2020, nhưng mà tại vì bị dịch nên là kiểu bị hoãn vô thời hạn và chắc là không được tổ chức luôn. Nói chung là thấy cũng hơi buồn buồn, nhưng mà thôi không sao, miễn sao có cái bằng là được rồi. Về cái học phí á, thì mình tính luôn cả cái phí đăng ký và cái học phí của mình á, thì tổng cộng là khoảng gần 250 triệu Việt Nam đồng cho cái khóa học một năm ở Birmingham City University. Về cái quá trình nộp hồ sơ á, thì mình thấy nó cũng khá là đơn giản, nó không có phức tạp nhiều lắm. Đó là các bạn phải nộp cái bảng điểm cao đẳng đã dịch và công chứng này, rồi cái bằng cao đẳng, rồi cái passport các bạn, rồi là cái thẻ visa làm việc nếu mà các bạn đang làm việc ở Singapore, rồi cái CV các bạn kể về cái quá trình làm việc của các bạn này. Thêm nữa là các bạn phải có cái giấy chứng nhận của cái công ty ở Singapore mà các bạn đang làm việc, và cái giấy chứng nhận đó thì phải có cái chữ ký cũng như là cái dấu mộc của công ty. Chữ ký thì do nhân sự hoặc là do giám đốc công ty ký. Còn nếu mà bạn nào mà từ Việt Nam qua ấy, hoặc là vừa tốt nghiệp cao đẳng và qua đây học luôn, thì hình như là phải bổ sung thêm cái chứng chỉ IELTS, mình không nhớ là 6 chấm hay là 6.5 gì đó. Nhưng mà tại vì lúc đó mình đã đi làm ở Singapore cũng như là cái quá trình đi làm của mình thì chủ yếu là ở các công ty nước ngoài ấy, nên là mình không phải nộp bổ sung bằng IELTS. Thì cái học viện đào tạo ở Singapore người ta sẽ tiếp nhận hồ sơ các bạn và gửi qua bên Birmingham City University ở Anh, và sau khi mà người ta xem xét xong thì người ta sẽ phản hồi về là xem các bạn có đủ điều kiện vào học hay không, hay là các bạn có phải nộp bổ sung cái chứng chỉ gì hay không, rồi là các bạn có phải học bổ sung môn gì cho cái chương trình đào tạo đó hay không. Thì cái quá trình xét duyệt nó cũng không có lâu lắm, hình như mình nhớ là trong vòng một tháng hay một tháng rưỡi gì đó thôi. Ok, đó là một số chia sẻ về việc học tập của mình. Và mình cũng muốn nói rằng là từ khi mà mình tốt nghiệp trường cao đẳng kinh tế nước ngoài năm 2013 cho tới tận bây giờ, là khi mà mình đã làm ở Singapore được khoảng hơn 4 năm ấy, thì hoàn toàn mình chỉ làm ở trong ngành logistics thôi. Nên là mình hy vọng những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm thực tế của mình trong ngành này á, thì sẽ giúp ích một phần nhỏ nào đó cho các bạn học sinh, sinh viên, những cái bạn vừa mới ra trường xin việc hoặc là những bạn vừa bước chân vào ngành này. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye.